Là ông thấy nè, cái kiểu như cây, như mấy cái cây như vậy nè. Trời, cái cây này cao lắm luôn á. Mà ngồi như xuống trên gì đó, ngồi xuống trên đó rồi. Ngồi cũng chảnh luôn hả? Ông gọi đằng pin đi. Ăn tụng kinh nè, đi qua đi lại đây cả 20 lần rồi. Cái bắt đầu sư vừa đi nè, vừa tụng cái sư vừa đi vậy. Thì nó đứng ở đây nè, sư nè, ở trên đây sư này nhìn thấy. Nhìn thấy thì sư lại cầm dép chạy ôm đi xuống, chạy đi tu trên vô kia, mà kêu nói kêu sư này chạy nhanh lên đi, nói em gặp ma, anh chạy nhanh lên đi, sư không biết nhìn hướng nào đó, sư mới đi khúc này, đi tới khúc này sư chạy luôn. Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Trần Vũ Channel. Mình là Tình, mình được Trần Vũ Channel thuê mình review cái clip này với giá 20.000 một tô bún riêu. Rồi, làm liều luôn cả nhà. Xem tới đâu thì cả nhà cho mình xin một like, một lượt ủng hộ tới đó nha cả nhà. Tại vì hồi trước giờ cũng không có quen review, nhưng mà lỡ ăn tô bún riêu rồi nên phải trả nợ cả nhà, chứ không mấy người ta nấu mình ăn giật, ăn quịch rồi ăn bám, ăn víu rồi tùm lum la hết. Nên xấu hổ với em út quá nên mình xin phép review clip này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà thân cây bồ đề 400 tuổi tại chùa Râu. Thì đây là thân cây bồ đề 400 tuổi mà sắp tới đây bà con cô bác anh chị sẽ được chiêm ngưỡng. Trước tiên đến với thân cây bồ đề 400 tuổi thì mình xin chia sẻ về cội nguồn của chùa Râu cho cả nhà mình cùng biết nhé. Chùa Râu là một trong những ngôi chùa cổ mang đậm chất Phật giáo Năm Tông Khmer, là một trong những ngôi chùa có đầu tiên tại An Giang. Chùa mang đậm chất Phật giáo Năm Tông Khmer nên cả nhà có thể nhìn thấy hai cái tông màu chủ đạo, đó là màu vàng và màu đỏ nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn xem, một cái màu sắc rất nổi bật khi mà chúng ta đặt chân đến các ngôi chùa Năm Tông Khmer, như là ở Trà Vinh hay là ở Sóc Trăng, chúng ta cũng sẽ thấy những cái màu sắc như thế này. Về phần kỳ lân cũng khác với những ngôi chùa ở Bắc Tông. Thay vì kỳ lân của người Việt mình thì sẽ có một cái lông bồm rất là to, đại loại giống vậy. Còn kỳ lân của chùa Năm Tông Khmer, đây kỳ lân bên này cả nhà, bên này không phải kỳ lân nha, kỳ lân ở bên này này cả nhà. Ở kỳ lân này sẽ đơn giản hơn như thế này. Nhưng ở ngoài cổng chùa hoặc là mình bước vào những cái nơi như là nhà nghỉ mát thì chúng ta cũng sẽ thấy kỳ lân như thế này. Đây là kỳ lân được tô bởi một cái màu vàng ánh kim. Khi mà chúng ta đứng nhìn từ xa chúng ta tưởng nó vàng thật, nhưng mà lại thì chắc chắn là không phải là vàng thật. Nếu mà vàng thật để như thế này thì chắc chắn ăn trộm sẽ bưng bế đi hết cả nhà. Gần Tết rồi ăn trộm cũng xuất hiện nhiều cả nhà. Thì nãy mình có chia sẻ là chùa Râu mang đậm chất Phật giáo Năm Tông Khmer. Chùa được xây dựng vào năm 1612. Tính đến thời điểm hiện tại thì chùa Râu cũng đâu đó hơn 412 năm rồi đó cả nhà. Và đây là thân cây bồ đề, từ lúc chùa được thành lập thì thân cây bồ đề này đã có. Có nghĩa là tuổi đời của thân cây bồ đề này cũng song song với sự hình thành của ngôi chùa. Như lúc nãy mình chia sẻ với cả nhà mình đó là chùa Năm Tông Khmer thì mang đậm chất Phật giáo nguyên thủy của Ấn Độ, nên chỉ thờ có một Phật duy nhất, đó là Phật Đức Thế Tôn, hay mình còn được gọi với cái tên gần gũi là trong đời sống hàng ngày của mình, đó là Phật Thích Ca. Cả nhà nhìn xem, đây là tượng Phật Thích Ca. Thì để nói về tượng Phật thì mình cũng xin chia sẻ một chút xíu kiến thức nhỏ mọn như là con kiến của mình. Mình biết được gì mình chia sẻ đó nha cả nhà. Thì tùy theo ngôi chùa cũng như là tùy theo nước và cái nền văn hóa, mỗi tượng Phật thì sẽ có một cái hình dáng khác nhau. Như là chùa Năm Tông Khmer thì sẽ thờ một tượng Phật, và tượng Phật của chùa Nam Tông ấy thì sẽ, cả nhà nhìn thấy là cái để mình phân biệt đó là Phật Thích Ca sẽ xẻ một cái bên ngực, còn các chùa Bắc Tông thì sẽ thờ nhiều về bên Phật A Di Đà, sẽ có cái chữ vàng đằng trước. Thường thì chùa Bắc Tông hoặc là chùa của người Hoa thì tượng Phật cũng sẽ khác, nếu như là cổ sẽ có ba ngấn, và tay chân thì phải mập mạp hơn. Vì đối với người Hoa là cái quan điểm là tướng trượng phu, nên cái dáng vóc cũng phải to và phải trượng phu giống như vậy. Còn tượng Phật của người Việt mình thì sẽ nhỏ và thon gọn hơn, giống như là các ngón tay sẽ nõn nà, sắc sảo hơn. Còn tượng của người Hoa thì giống như nãy mình nói, đó là sẽ có ba ngấn và tay chân thì cũng phải to và tròn hơn, đại loại như vậy.
Thì cả nhà có thể thấy tượng Phật Đức Thế Tôn, đây là một trong những tượng Phật cổ luôn nha cả nhà. Nó có từ lúc mà chùa hình thành tới giờ luôn nha cả nhà. Còn phía bên này thì cả nhà có thể nhìn thấy một số tượng. Đây là tượng các vị thần Hindu giáo. Thì ngày xưa bên trước khi Đức Phật ra đời thì trước đó là sẽ có đạo Hindu giáo, hay người ta hay gọi với cái tên là Bà La Môn ở bên Ấn Độ rất nhiều. Và cho tới đến thời điểm hiện tại thì người dân Ấn Độ vẫn rất là thờ, ít có ai theo nền tôn giáo đạo Phật lắm nha cả nhà. Đa phần thì bên Ấn Độ người ta sẽ theo Bà La Môn. Và tính ra cái nền tôn giáo Bà La Môn là đứng thứ 3 trên thế giới, đâu đó hơn 900 triệu tín đồ nha cả nhà. Còn Phật giáo mình chỉ đứng thứ 5 trên thế giới thôi nha cả nhà. Có nghĩa là bên Ấn Độ người ta rất là tin vào đạo Hindu giáo ngày xưa. Cả nhà xem, đây là các vị thần của đạo Hindu giáo ngày xưa nè cả nhà. Phía bên đây cũng có nữa nè cả nhà. Thường thì mình sẽ thấy những cái mái vòm hoặc là trước những cái cổng chùa của Năm Tông Khmer, chúng ta sẽ thấy các vị thần Hindu như thế này, mang nhiều cái màu sắc và nhiều cái hình tướng khác nhau nha cả nhà. Cả nhà xem. Vì như lúc nãy mình chia sẻ là Phật giáo Năm Tông Khmer chủ yếu là hai cái tông màu chính, đó là màu vàng và màu đỏ. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng sẽ thấy có màu xanh để tô đậm thêm những cái nét nổi bật và riêng biệt của từng bức tượng nha cả nhà. Rồi nói về thân cây Bồ đề 400 tuổi thì cả nhà có thể nhìn thấy cái gốc rất là to. Và theo như Phật tử trong chùa chia sẻ thì để mà người mà nối tay nhau để mà ôm hết cái vòng thân cây thì hơn 12 người nha cả nhà. Hơn 12 người mới ôm hết cái vòng thân cây. Mặc dù là thân cây có tuổi đời lâu đời nhưng mà cả nhà có thể nhìn thấy sức sống của thân cây rất là mãnh liệt. Bình thường thì những thân cây có tuổi đời lâu năm thì những cái phần gốc cũng như là những cái phần thân có cái bộ rễ hoặc là cái bộ da bên ngoài sẽ không có được mút như thế này. Cả nhà thấy sức sống của thân cây Bồ đề này rất là mãnh liệt. Cả nhà xem. Ở đây thì mình thấy có một vài cái bọng đó cả nhà. Này cả nhà xem này. Một vài cái bọng, đây có một cái, bên kia có một cái, rất nhiều. Và khi mình nhìn sâu thẳm vào trong những cái bọng này á, mình sẽ không thấy được gì, nên nó tạo cho mình một cái cảm giác huyền bí và hơi rợn rợn một chút xíu. Kiểu đại loại là mình không biết ở trong cái bọng cây này, hoặc là không biết có rắn hay là có chim hay là có con thú gì nó trú ngụ ở trong đó hay không, nên tạo cho mình cái cảm giác khá là tò mò bên trong. Bởi vì trước đó cũng có một vài Phật tử không, kiểu như là đến đây thắp hương thì cũng thỉnh thoảng thấy như là chim lạ nè, hoặc là rắn thấy cũng thường xuyên thấy vậy đó, nên tạo cho mình một cái cảm giác khá là huyền bí cả nhà. Mời cả nhà xem. Hiện tại là nếu mà tính ra mùa Tết của mình đó là rơi vào, ví dụ mình tính đủ 4 mùa là xuân hạ thu đông, thì hiện tại đang là mùa thu. Nhưng mà mùa Tết thì ở miền Nam mình thì chỉ có 2 mùa thôi, đó nắng. Mùa nắng thì cả nhà xem, những cái lá của thân cây Bồ đề đã bắt đầu rụng xuống hết rồi. Cả nhà xem, nó chuẩn bị thay lá nha cả nhà, màu vàng rất nhiều. Và khi mình ăn Tết xong là tới mùa xuân là sẽ ra những cái bộ áo mới và tươi mới đẹp hơn nữa cả nhà. Cả nhà xem. Vì ở đây mình thấy có một tượng này nha cả nhà. Đây là tượng thần rắn Manga nha cả nhà. Đây là vị thần bảo hộ cả nhà, thần rắn Manga bảy đầu. Đây là cái phần đuôi cả nhà, cái phần đuôi thì bắt lên trên cái thân cây Bồ đề luôn cả nhà xem, nó bắt sâu lên trên đó luôn đó, thấy không? Và cái phần đầu ở trên kia nha cả nhà, đó cái phần đầu tiếp trên kia, đây là thần rắn Manga nha cả nhà. Thì đối với những ngôi chùa Năm Tông Khmer á, thì thần rắn Manga là không có thể thiếu, bất kể ngôi chùa Năm Tông nào cũng đều có thần rắn Manga và được xây dựng rất là nhiều. Rồi có như là cổng này, hoặc là những cái nhà nghỉ mát, hoặc là những cái sala, người ta cũng sẽ xây tượng thần rắn Manga rất nhiều. Vì đó là trong cái hành trình của Đức Phật tìm đường giác ngộ, thì thần rắn Manga là một trong những vị thần bảo hộ. Và Phật giáo Năm Tông Khmer thì hành thiền theo cái con đường tu giác ngộ của Đức Phật, có nghĩa là sẽ không có tụng kinh tiếng Việt mà sẽ tụng kinh Pali. Đại loại là như vậy, có nghĩa là Phật giáo nguyên thủy theo Đức Phật ngày xưa, Phật tử cúng dường cái gì là mình ăn cái đó, có thể ăn mặn hoặc là có thể ăn chay, nói chung là Phật tử cúng dường cái gì là mình dùng cái đó.
chứ không nhất thiết là phải dùng chai, mà cũng không nhất thiết phải dùng mặn, nên mọi người đừng có quy chụp là kiểu chùa Nam Tông là ăn mặn, ăn mặn thế này kia là phân biệt. Đại loại là như vậy. Bây giờ mình sẽ qua phía bên này nha cả nhà. À, cả nhà xem. Bên đây thì có một cái ngôi miếu nữa cả nhà. Nhưng mà để mình nói cả nhà nghe. À, bạn Vũ mắng mời mình có tô uống rượu có 20 ngàn thì mình review chỉ được có 9 phút thôi nha cả nhà. Hết 9 phút mình không review nữa, nãy mình có nói trao đổi rồi, giờ bạn tự review tiếp nha. Dạ chào cả nhà nha. Thì bên này á là cái phần mà bên tay trái của cái chùa. Ở đây thì có một cái miếng nhỏ khúc này nè cả nhà. Thì Vũ đi xuống quay rõ cả nhà xem. Đây có một cái miếng nhỏ nằm ngay khúc này, là khúc ở trong chứ không phải là nằm ngay cái phần mà cây bồ đề đó cả nhà. Vũ kiếm đường lên đi. Nơi này thì sẽ là nơi mà các vị sư tới đây cúng rồi làm lễ trong đây cả nhà. Thường thì Vũ thấy là tất cả những cái phần mà không có được lót gạch đó ở các chùa của bên Nam Tông Khmer là thường là những bức tranh về Phật ở nhà rất là nhiều, hầu như là không bỏ trống cái khoảng trống nào cả. Ở trên cùng thì cũng là Phật Đức Thế Tôn như cả nhà, ở dưới thì là một vị Phật bên Indo. Cái miếu nhỏ ở góc này hình như là Vũ thấy là trong này là sẽ là cái Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, dường như là bị mở rồi cả nhà, bị kiểu như là theo thời gian rồi theo năm tháng bị mở rồi. Cái lịch sử của ngôi chùa này là 400 năm, tại vì cái thời gian may một với cả nhà, nó thì cái gì cũng vậy, đi theo thời gian sẽ may một từ từ và sẽ có một số thứ là sẽ được tô điểm lại, giống như là các màu sắc của trên Phật hay là những bức tranh này nè cả nhà. Và ở đây á thì thấy rõ nhất là những mái ngói của ngôi chùa 400 năm là dường như là chưa bị tô điểm lại, nên đâm ra là cái phần trên này nè cả nhà bị bào mòn từ thời gian đó, màu sắc rồi dường như là chỉ còn lại những cái màu mà đen với trắng thôi cả nhà, một cái màu xanh rêu nữa, giống như là thời gian rồi mưa gió rồi nắng đó. Đi qua khúc bên kia là cái ngôi chùa lâu, cái phần chùa mà nói là lâu đời nhất và dường như là cũng thấy á, là chưa được sửa lại cả nhà, chưa được tu sửa lại. Ở xung quanh từ các màu sắc này hay là tới các những cái vật trang trí nhỏ nhất hay là cánh cửa đơn giản thôi, cánh cửa sổ thì cũng không có được những cái màu tuyệt đẹp luôn cả nhà. Dường như là để nguyên cái màu nguyên bản luôn cả nhà. Dạ thì đây cả nhà, đây là khu vực mà phải nói nếu như ai từng theo dõi cái câu chuyện về người đàn ông 235 thứ tiếng thì sẽ biết được chỗ này cả nhà. Chỗ này là nơi mà Vũ phát hiện ra được anh Đức, nơi mà cả nhà được xem clip của anh Đức. Thì đây, khúc này thì Vũ không có ước rành, thật sự là Vũ không có rành về cái phần này. Thì nếu như cả nhà có ai biết về những cái kiến trúc xây như thế này dùng để làm cái gì thì cho Vũ xin một comment bên dưới nha, và cũng như là những cái chữ mà những dòng chữ này nè cả nhà. Vũ thì Vũ không có biết, thì thực sự cái nào mà Vũ không biết thì Vũ sẽ nhận để mình tiếp thu những kiến thức mới hơn, để lần sau Vũ có tới đây và nhìn những cái thứ này thì Vũ sẽ biết được. Thì Vũ rất mong sự đóng góp ý kiến của quý vị, của chú anh chị ở dưới phần comment nha. Nói như cả nhà đã thấy là Phật trước của cái ngôi chùa cổ này nè cả nhà, đó là cái cổng có rất là nhiều vị Phật, và ở trên là tượng Phật Đức Thế Tôn, ở dưới là rất là nhiều các tín đồ của Phật đó, và xung quanh thì có rất là nhiều thần rắn cả nhà. Thì giống như hồi nãy anh Tình đã nói là các thần rắn á,
là vị thần bảo hộ đã đồng hành cùng Đức Thế Tôn trên cái con đường mà tu tập của mình. Nên năm ra là dường như là tất cả những bức tượng hay là những kiến trúc là đều sẽ có thần rắn ở đây. Đó như là ở đây là cả nhà, được trải dài từ khắp xung quanh cái ngôi chùa luôn đó. Nó là một biểu tượng cho cái đó là một biểu tượng cho những nhà tu hành bên đạo Nam Tông Khmer rồi cả nhà. Đây. Khác với những màu sắc sặc sỡ bên ngoài thì ở đây thì màu sắc dường như là bị mai một theo thời gian hết cả nhà. Thậm chí bức tranh nè, đó, cả nhà có thể nhìn thấy là bị màu sắc dường như là bị mất và hao mòn theo thời gian rồi. Từ bức tranh hay là tới những cái hoa văn, họa tiết mà có thể chúng ta có thể nhìn thấy ở ngoài đó là được phát họa rõ ràng hơn. Ở phần ngoài có vẻ như là các sư thầy ở đây á, là chưa có thời gian để làm ở trong này. Tại vì nếu như cả nhà mà có vô đây á, thì ở bên tay trái sẽ là cái cây bồ đề. Hồi nãy anh Tình cũng đã nói trên video rồi. Đó, còn phía bên tay phải là có một phần chùa đang được tu sửa lại. Vũ nghĩ là cái phần này sẽ là phần mà sửa chữa cuối cùng, tại vì cái chùa bên cái phần đó bên kia thì đang được sửa soạn lại, đang được các nhà sư xây lại cả nhà. Kiến đồ bể hết trơn rồi, các màu sắc cũng dường như là phai màu rồi. Vũ nghĩ là ở đây cũng từng được tu sửa lại rồi, nhưng mà giống như là cũng tính sơ từ mấy đời của các chủ trì trước đó rồi đó cả nhà. Rất là lớn. Và nơi này thì dường như á, những người mà nhờ những người tu tập ở đây á, thì họ sẽ tự mình bỏ sức ra xây lại và tu sửa lại ngôi chùa này. Đó. Nên năm ra là cái phần mà cái viện đức xung quanh đó cả nhà còn rất là nhiều cây cối rồi bỏ trống rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi vào trong bên trong cái ngôi chùa cổ này. Tên bức bị bể luôn rồi cả nhà. Tôi nghĩ là khi mà xong cái ở ngoài kia thì các sư thầy sẽ vô đây và làm lại cái ở trong này. Khác như ở ngoài thì ở trong này thì các bức tranh, cái bức tranh được tô điểm lại rõ nét và màu sắc rất là đẹp thưa cả nhà. Dường như là ở đây từng có được tu sửa rồi, và do cái thời gian mà ở ngoài đó mưa nắng rồi nên đâm ra cái bức tranh ở ngoài đâm ra nó bị mai một rất là lẹ. Ở trong này thì được che chở có tôn rồi các vách, nên ra là cũng có cửa, nên ra nước nó không có bị vô đó cả nhà, rồi để không bị ảnh hưởng. Đây, tới đây thì là cái phần mà Vũ nghĩ đây là sẽ là chánh điện cả nhà. Tượng Phật Đức Thế Tôn là ở trong này rất là to. Và các sư thầy vẫn ở đây thường xuyên, nhưng mà Vũ nghĩ là ở ngoài kia nhiều hơn, tại vì cái trong cái ngôi chùa này đó cả nhà có rất ít sư thầy, dường như là có một sư cả với lại các sư trẻ tuổi thôi, tầm 4-5 sư gì đó. Nên năm ra là cái phần mà vô trong này chắc chắn sẽ có, mà kiểu như là tập trung để làm và sửa lại cái ở phần ngoài. Năm ra là cái ở đây còn dính rất là nhiều bụi bẩn cả nhà. Rất là đẹp. Nếu cả nhà có cơ hội tới An Giang thì Vũ khuyên là thật lòng là cả nhà nên tới chùa Rô một lần, tại vì ở đây rất là đẹp. Và có một cái lễ hội rất là vui cả nhà. Nếu như cả nhà có tới đây thì
cả nhà nên nếu như cả nhà muốn tới đây thì cả nhà nên lên xem thử, bấm ra chùa Rô ở trên Google thì cả nhà sẽ thấy được một lễ hội rất là vui. Thì Vũ sẽ để cái phần lễ hội này cho cả nhà tự mình tìm hiểu, tại vì khi bấm ra chùa Rô là dường như là cái lễ hội này đều xuất hiện hết trên các trang của trang báo ở trên Google đó cả nhà. Cái phần giữa này là phần mà các thầy ngồi để mà làm lễ cúng vái, nhưng mà dường như là bị đóng bụi hết rồi cả nhà. Đi sâu phía dưới là phía sau của cái tượng Phật á thì sẽ có như Vũ. Tại sao lại có ba cái áo quan ở đây nè cả nhà? Thực sự là Vũ chết lặng khi mà thấy ba cái áo quan này luôn cả nhà, và Vũ mất mấy giây để mà có thể loát được cái mà Vũ thấy ở đây đó cả nhà. Vũ không biết là ba cái áo quan này để ở đây để làm gì, và dường như là Vũ nghĩ là ba cái áo quan này là ba cái áo quan trống và sẽ không phải là cái áo quan của cái sư thầy ở đây. Tại vì nếu mà cái sư thầy hay là chủ trì thì sẽ có ở phía trên, nó sẽ có một cái tháp nữa hay sao đó cả nhà. Thì Vũ không biết là ba cái áo quan này để đây để làm gì thì dạ. Wow, thực sự là như chết lặng luôn cả nhà. Nói chung là ở trong cái phần mà cái ngôi chùa này thì thực sự là rất là đẹp. Cả nhà có cơ hội thì có thể tới đây tham quan thử. Còn về ba phần và cái quan tài đó, thực sự là Vũ đi một mình ở đây nên năm ra là Vũ cũng không có mà biết cũng không có mà biết được ba cái quan tài đó ở đây làm cái gì. Thì ở đây nè cả nhà, hồi nãy Vũ đi qua mà Vũ bỏ quên cái cây bồ đề ở đây. Ở đây có một cây bồ đề nữa, và dường như cái cây bồ đề này còn lớn tuổi hơn và lâu năm hơn cây bồ đề mà lúc hồi nãy Mạnh Tình có quay nữa đó cả nhà. Đây, cho cả nhà, đây, cho cả nhà xem nè. Đó, rất là lớn. Tuổi đời của cây bồ đề này á còn lớn hơn cái cây bồ đề phía đằng trước hồi nãy Mạnh Tình có review nữa cả nhà. Xung quanh cây á thì có lọc thêm vài cái thanh long nữa đó. Dường cái mùa xuân năm ra cái phần lá cây này thì sẽ rụng nhiều hơn, nhiều hơn so với cây ở trên đó cả nhà. Thì ở thân cây này cũng vậy, cái phần thân cây rất là rộng cả nhà. Cái này thì Vũ cũng không có ước chừng được là khoảng bao nhiêu người lớn để có thể ôm hết được cái thân cây này nữa. Và ở khúc dưới cái thân cây đó cả nhà có một cái miếu. Ở đây là có hai vị Phật cả nhà, hai tượng Phật nhỏ để ở đây để thờ. Đây đây cả nhà, Vũ thấy có một con tắc kè bự lắm nè. Ây da, chạy mất tiêu rồi, tắc kè chạy qua bên kia rồi. Đứng quay cho cả nhà xem, có một con tắc kè bự lắm ở trên cái này mà đi mất tiêu rồi. Thôi thì Vũ xin mời quý vị cô chú anh chị đồng hành cùng với Vũ để đi xuống phía đằng sau xem, và dường như á ở đằng sau có một cái gì đó mà khiến cho sư thầy phải bỏ chạy. Chúng ta sẽ thì Vũ sẽ mời cả nhà đi xuống phía đằng sau tìm hiểu cùng với Vũ nha, xem ở dưới đó có cái gì mà khiến cho sư thầy có thể mà bỏ chạy được tới như vậy. Dạ. Nãy em đi ngang đường này nè, rồi nói ủa mấy đứa râu tiêu rồi mới chạy đi kiếm thì chưa quay, mà đi mình thấy giỏi quá. Hồi nãy em tính đi vô đây mình mà mới, tại mới gặp ba cụ quan tài xong nên em ra là em thấy hơi sợ. Cái này là nhà ở cái gì vậy ta? Phải đâu, có cái thờ mà. Cái vị ông, cái ông vị ông gì đó mà nay xưa có nói là mình quên tên cái tiếng Khmer. Mới mình tưởng cái nhà không à. Nhưng mà đây người ta xây cái kiểu ngộ ha, nó hai tầng lên, nó có một cái mà... ở trên hồi để nói đi kìa. Ê đủ. Ôi ơi. Ôi ơi.
mình đang nói chuyện sao gặp hai bạn này. Ông này nhìn quen lắm anh. Quên mất tiêu rồi, cái ông này được, nhưng em có biết ông gì mà quên mất tiêu rồi. Để mình đốc về Hương trước, cô chú quay mình sẽ quay thấy nha. Các cái tượng Phật, rồi bên đó là mình thấy chuối hay là cúng bánh gì khô, mình lửa cho. Cái này là cái gì hả? Ngộ à? Mày không biết gì vô? Cái này nó lạ quá. Nó để cái cây hay là cái gì đó nó cúng hay sao mình cũng không hiểu. Cái vị này là một cái vị hồi đồng, cái nghe sư nói là pháp sư rồi gì nữa đó mà nhiều lắm. Cái vị này như là rất là linh thiêng ở đây, và để bà con mình nó thường lâu lâu cũng có người ở đây để mà cúng sinh lộc sinh tài á, về độ về làm ăn á. Cái con mộ người Khmer thấy lạ quá ha. Tại sao cũng muốn nó xếp tầng lên ha. Cái chút của người ta. Đây, ở đó có một mới móc này mời. Tao mới móc sao? Dám lại không? Đi, chứ không sao đâu. Cái móc lâu rồi mày. Bùi đó đâu ơi. Nhiều lắm anh ơi. Cái này là người ta xây, người ta đập ngang luôn rồi, chứ không phải kiểu quấy gì vậy. Nè, thấy chưa? Giống như người ta để cái học, người ta để cái hàng vô. Giờ người ta xây bích lời ở trên luôn, chứ không phải là cho ở dưới không. À vậy là có nghĩa là mấy ngôi mộ mà ấy là họ nằm ở trên luôn chứ không phải ở dưới đất anh. Không biết nhưng mà cái này rất đúng rồi, đúng rồi. Cái kiểu này cái nãy nói đúng rồi đó. Đúng không? Đúng rồi. Thường là cái người ta mình nói là cho ông đào xuống dưới. Đúng rồi, mình đào xuống dưới. Một mấy mét. Một người 2 mét gì đó. Nhưng mà cái này thì mình thấy kiểu đập ngang kiểu này chắc có lẽ là ngày kia xây ở đây hay sao rồi. Chứ nếu bóc mộ ngang là phải đào đập bung lên chứ. Đúng không? Rồi. Cái này họ đập phường trên luôn. Ở đó thì không biết là những cái mộ vậy luôn hay sao đó. Hay là cái này người ta xây dựng nó bị đứt ngang hay sao không biết. Nếu đứt ngang thì nằm trên thôi chứ đâu có ngã bên đúng đâu. Rồi. Cái này là đường cái này... giống như di dời qua. Ôi, có cái miếng gì ghê với mày. Tôi. Gì á? Là dán ta? Không phải dán đâu rồi. Là dán hả chị? Không. Không phải sao quá. Chiêu quá. Phải không? Đây, đây là cái nhà. Đúng không? Đúng không? Nhìn kỹ rồi. Dám lại đụng không? Hôm nay em sợ. Cái phần mà ảnh dán mấy cái này thì hơi ớn xíu. Mình nghĩ là chắc nằm ở trên á, chứ không phải dưới đâu. Nhưng mà ảnh để ý không? Là cái này đi, là có 2 tầng lên nè, có mấy mộ có 3 tầng. Đi lên anh thấy không? Ừ. Bên kia hình như cũng bị đập nó kìa. Đúng rồi. Ừ, cái này cũng bị sâu qua rồi. Mình dở ra như vậy. Đúng không? Đúng rồi. Như cái này người ta hút cốt sao anh? Thì đó, nhưng mà hút sao mà cái mộ rất là lạ đúng không? Mà nếu mà xây vậy thì anh nhìn là cái kiểu như là nó giống như là để vừa cái cổ quan tài luôn á. Quan tài người ta xây lên ở ngoài đúng không? Đúng rồi. Để một cái học. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà người Việt của mình thường á là để sâu. Họ này họ giống như xây đứng ở trên luôn. Ừ. Nếu vậy thì nó sẽ bốc mùi không ta? Em không biết. Như vậy đâu kính được, là giống như một cái bồn mày để vô vậy thôi. Đúng rồi. Của mình thì mình xây, bà con mình thấy xây ở âm xuống dưới đất. Ừ. Mà để mà lồi lên trên. Không, nếu mà nhiều khi cái trường hợp á, là những cái vào những cái tháng mùa nước á, nước lên gì đó rồi không có đào dưới đường, nước ở dưới nhiều, và bắt buộc phải làm ở trên vậy luôn. Giống như kiểu mà hồi xưa của Việt Nam của mình, ông bà trước kể em nhớ không? Là khi hết mùa nước á, lựa một cái chỗ ngoài đồng á, nước lên là cao lắm. Dạ. Rồi mới dựng lên một cái liều giống như chạy đó, rồi mới gác cái cổ quan tài lên trên đó luôn. Dạ. Với ngay vị trí đó luôn nha. Nhưng mà đợi tới mùa nước khô sẽ hạ xuống ngay cái vị trí mà cái cổ quan tài giống như treo lên cây đi. Thì tới mùa sau cái nước giật á, người ta hạ xuống giống y hệt cái vị trí đó luôn. Ôi. Kiểu giống vậy á. Chắc nghĩ vậy chứ mà nếu mà để ở trên như vậy thì cái mùi nó bốc ra rất là kinh khủng á. Rồi, tại vì vào mùa nước thì phải chịu chứ. Không lẽ rồi làm sao vậy? Dám làm được. Này cái lò thiêu mà đúng không anh? Lò thiêu.
như là mấy vị sư gặp quỷ ở đây đúng không ta? Mấy vị sư trẻ và tụng kinh mà đi gặp mấy cái vị ngoài sao đi vô hoài á. Và nhiều khi đi ra đây làm gì bên miếu á, rồi quét dọn hay làm gì đó, làm gãy là làm mấy cái cỏ đây nè, rồi cũng gặp những cái gì ở đó mấy đây mới. Cái gì chắc ngày quan hệ với con thì ngồi đây nha, con mời phim các chị ngày quan hệ cho anh em được coi để mà yến thăm biết cái này. Nhìn mới nghe tiếng cười đây này. Em mới nghe tiếng cười hay sao, tiếng phụ nữ cười hay sao á. Mình thấy trên góc kia có gì không? Nhìn cái quách thấy rồi. Có hai góc này có gì nè. Cái này người me cũng xài cái quách hết nè. Có thường người me đâu xài quách đâu nè. Đi cho xem sao. Nè cái này là chỗ cái để cái bàn tay này. Để mấy dụng máy quay 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 ông mở cửa ra. Đẩy vô chầm. Nhưng mà cái này không biết là có bích hay không. Mình nó là những cái xương cốt nè. Nguyễn trắng là xương cốt anh. Mình tả nó lấy ra đó. Rồi. Cửa sắt này không biết rồi. Cái lò này chắc mới nè. Còn cái lò kiểu ngày xưa không dữ. Ở mới vô. Mới có cái tiếng động bên góc bên này nè. Cái này là gì anh? Ở đây là không thấy đâu luôn rồi. Còn cái mà cái lò phiêu như đời cũ á, phiêu mà những cái năm trước á, nhiều năm trước á, là những cái xương cốt nha, nó còn tứ tán ngoài tung từ đó nha. Còn cái này sao lại làm bằng khung sắt hết rồi. À, cái lỗ này. Này thấy được cái trong này nha. Này là chỗ để người ta để cái củi lên đây luôn. Cái máng này nè. Củi cái lò heo này lâu không có được hoạt động hay sao? Đây mình đang nhớ nè. Cái này là để gì ta? Để cái tốt lại không? Phải không anh? Nè, cái này. Củi gì tùm lum tiếng cơ me đó. Mà anh thử. Như là cái lúc mà làm cái lễ mày khi lấy cốt đó nha. Dạ. Bắt đầu cái vị sư thầy cái gì đó có đi ra gì đó thì họ nhặt những một số đại thái những xương cốt thôi, nhiều khi họ nhặt không sạch luôn nha, không sạch luôn á, còn vẫn còn lại luôn, tại vì lúc đó có đi vào những cái nơi giống vậy nè. Dạ. Thì những cái mấy cái người ở đó người ta lụm cho mình xem á, còn sót lại rất là nhiều, nhưng mà nhìn những cái lò thiêu mà cũ á, nhiều năm rồi chết á, biết cái này có gì mà có xương giống nè. Cái gì anh không? Dạ, xem cái này. Mình dở anh coi có gì cái này. Dở dưới á, ừ. Không, cứng lắm anh ơi. Rồi. Cái này xương chứ gì rồi gì nữa. Không phải đâu, cái đó là... Phải không? Ổ tò giò. Tò giò là gì? Tò giò là mấy người mà có thai á, là để đập ra sức sức gì vô bụng á. Được, thôi coi ngay em. Tò giò mà. Chứ sao xương mà ta để ngoài vậy được? Xương không? Ổ tò giò hả? Đúng chưa, có ổ hay chưa, nhìn cái là biết giờ. Đúng rồi, cái này ổ giò giò chứ không phải xương. Đúng không? Còn hai ê giỡn hai đó hư tại. Này này đựng cốt nè, chưa. Phải không? Cái đó phải được không? Nghe không? Thì sao hay dữ vậy? À. Bên kia nguyên một nhà luôn kìa. Trời ơi. Gửi với ông. Ừ, thiệt luôn. Ừ. Gì? Mình giỡn thử này đây đây. Giỡn cái đó luôn. Trời ơi, dữ vậy. Dữ vậy? Ông có giỡn cho sao bị biết hay vậy? Rớt người ta ra ngoài cảnh. Rớt rồi kìa. Còn dưới này, dưới này cứ không có này gì vậy? Bây giờ thử cái này đây, không đụng được đâu, cái tay mình sao đụng được. Không, lấy cái cây á, cây gắp vô. Đúng rồi, dưới để ngoài sao được. Bà đòi đó. Sao ai kêu tôi giỡn là chỉ chèn. Tự cưng giỡn chứ ai kêu. Nãy bên đây phải không? Đúng rồi, bên đó đó. Ôi, sao vậy, sao bà gian dữ vậy? Để gắp vô cho người ta chứ. À, rồi, các gì giỡn nghe, quan hệ chồng anh em tụi con nha. Hai vợ chồng chắc luôn. Ủa, rồi nếu đó đừng cốt gì, cái chỗ này đừng gì. Hôm nay bự quá sao mà đừng cút được. Thử gì sao vậy? Anh gì xấu vậy thử? Chị gắt lại. Không, giờ anh vợ thử coi. Không được, cái này dán ngắt rồi. Ở dưới á, đâu trên. Ừ, cái này luôn. Ừ, đó. Cái gì vậy? Trời.
Cái gì? Cốt. Vậy? Xương không trống đâu à. Gì vậy? Vậy? Sao mà nhiều như vậy được? Sao mà nguyên cái quách như vậy? Bây giờ mình xin họ xin mọi người khiên ra cái này mình khiên lại được không? Được. Xin giấy, xin cái em giấy, xin cái đây, em giấy cái đây. Rồi rồi sao phụ đi. Ta không đi chôn ta. Để chị về. Trời ơi. Cái gì mà có người thân cái gì trời. Mày sợ nữa nghe. Mày về nha. Rồi sao? Rồi anh mở ra anh không đóng đi về tối họ kiếm luôn á. Trời ơi. Thằng đó. Nhiều vậy? Cái này chắc nhiều. Ghê tại. Chắc nhiều người. Cái quách vào đầu không? À nguyên quách luôn ơi. Nam mô Di Đà Phật. Cái này là gì? Tại anh em đó mấy người bạn con đó kiểu như thắc mắc là trong đây có gì á. Tại được tưởng này không. Cái gì đó. Ở ngoài kia, ở ngoài bên kia kìa có cái canh chầu luôn. Là cái này không nè. Nhìn dữ hả? Nhiều lắm. Em nhìn là em đoán được. Ở trong video em còn nói lúc đầu đó kìa. Nè. Yeah. Là này là y gan luôn nè, cỡ chục 20 cái luôn. Để trong cái rồi này. Rồi không chừng người ta nghiền nát cả cái gãi sắp xăng luôn. Nhìn cái gì? Đi ngoài không? Để đại luôn hả? Rải gấp xương luôn anh. Ừ đúng rồi. Sao. Cái gì vậy? Nguyên một nhà luôn hả? Dữ vậy không? Ta rải gấp xương luôn hả? Trời gì ghê vậy? Mà còn dở ra thì nghĩ là bây giờ mình đi quay tâm linh để chia sẻ khám phá là để đăng đi phá người không? Mình có tại vì có anh em thắc mắc á. Thắc mắc mình xin giấy mà. Thắc mắc là mấy rồi em. Rồi lỡ như bây giờ ví dụ như đây là một cái dông dữ đi. Rồi ông sư ông đã để cho trong đó rồi. Chưa kịp làm gì hết. Hoặc là sư đã có để vô đó mà sư đã có làm gì rồi bây giờ các bạn dở ra. Các bạn có biết là các bạn đang làm điều gì sai không? Giờ mình có bị gì không? Có bị gì không? Cho nên nó là nãy tài có giấy mà. Không phải giái là được. Rồi trong khi cái lò thiêu mà đi vô đó biết chắc chắn cái hũ đó là cái hũ cốt rồi. Không có biết. Cái hũ trong đó là hũ gì? Bây giờ cái hũ trong đó chỉ là hũ cốt thôi chứ đừng phải là hũ. Cái hũ đó là hũ cốt của Việt Nam thì mình biết. Còn hũ cốt cái đó mình tưởng đâu là cái chân hoa bông gì đó mình sao đâu có rành đâu. Còn cái hộp bự là mình nghĩ là cái quách là giống người Việt đúng không? Đúng rồi. Còn bên đây nhiều lắm. Bây giờ qua đây mình xem chứ mình đừng dở rồi nữa. Giống là bên em về sẽ đi qua ha. Qua đây xem thôi. Bạn con ngang đi không? Luôn. Thôi rồi bừng ngăn nói vậy giờ đi sáu với tài thợ cợ anh suối ăn tầm bậy không anh có suối anh kêu mở thử thôi tại kinh gan tại vì bảo hôm mình đi đây nó này sao kỳ quá quay gặp chị không cũng nghe thấy vậy rồi dở cho thấy giả bà con ta coi đi đúng không. Không biết đâu. Mình biết mình đâu dám giả ra làm gì. Đúng không? Mình không kiểu như không biết là không có tội đi. Cái đường qua tùm lum ra đây. Ê, có con suối nữa kìa. Con suối này là từ cái hồ lên kia đẩy xuống. Ê, cái đó... Còn nước trong quá ta. Ê, cái đó thứ gì vậy mày? Sao nước vậy? Nước trong hồ khá trong lắm. Còn nước trong lắm này cả nhà. Này mình dám vô đây luôn hả bạn? Nãy bị gắt cái này rồi. Ghê vậy không? Nãy tên vô thấy cỏ quá rồi, không có vô. Có phải là cái chỗ gấu ăn hay không? À, có cái nước đây nè. Nhà có cái bình nước nè, rồi có mấy cái cá chắc vô nè. Ừ. Ủa ở đây có rất là nhiều cả nhà. Dữ lắm luôn kìa. Ôi có ủ mối nữa kìa em ơi. Ủ mối đứng thế này nè. Anh em đứng thế này thử thử đây. Thấy gì? Thấy nguyên cái mặt ông Quang Thánh luôn. Gì vậy ông? Nè. Thấy không? Cho con xin phép con cái hình luôn. Nè, nguyên cái mặt Quang Thánh luôn. Nhìn cái lỗ mũi này y gan luôn. Là từ đây là cái đỉnh đầu nè. Nhìn xuống. À, xem giống không? Cái này giống một cái cốt tượng nha. Mới mình hình sẽ giấu qua đây á. Đứng dần cầu cái trụ mới thấy. Mời nhiều khi tượng mẹ Quan Âm á. Dạ. Ừ, có phần đầu giống như ấp đắp cái áo phía ngoài nãy giờ anh nhìn đi. Đúng không? Bước lên trên, bước xuống đây chừng ba cái xương đó, chỗ giò của con vũ kìa. Bước lên trên từng xương đó. Ê ê ê, ở đây là người ta gãy cốt đó. Ơi ơi. Gãy cốt đó, không đổ rồi đó thằng heo, đổ rồi không? Tôi đổ vậy thấy không nè. Khỏi người ta, tôi đoán vậy đó đúng không ạ? Chứ bây giờ nè, nó nghe.
cái này là cái chỗ tự nhiên xây một cái nhà gì để đất không làm gì. Ở đây kìa kìa, còn xương kìa, thấy không? Không. Cái cục gạch nguội trắng tư đó nó. Ừ, ừ, đó 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 đó. Nó cục đó. Ừ, đúng rồi. Đây, đây này, sao có ca có gì nó chạy. Không thì không biết, không có tội mình đang khám phá mà. Không, cái này nè, đây nè. Đây. Chắc mình nghĩ là cái này là người ta mấy xưa mấy thầy ở trong chùa có cái tục lệ việc gãy đất ở đây á. Ừ. Bởi vì xây riêng nè em thấy không? Ừ. Từ ở bên ngoài nha. Ở đây là xi măng nè thấy chưa? Đúng rồi. Sao mà ở đây không làm xi măng nữa mà phải có đất như vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Thì hồi nãy em bước vô em tưởng nó là đất bình thường nhưng mà em bước vô xong em đi ra em nói cái này là xương người chứ không phải là đất. À bởi vì còn dấu vết này là đúng chưa? Dấu vết em á. Ôi sao ghen nghĩ lại. Không phải là ghen mà là không biết. Đúng không? Không biết. Đây đây. Cái này là cái đó nó bị đè luôn đó thấy không? Cái đất bị rớt rồi. Không đâu, nó bị chôn vùi á. Nhiều, nhiều lắm ơi. Này anh có vô anh gỡ ra được không? Không dám gỡ luôn, nãy không dám gỡ luôn. Thì sao anh kia dám gỡ không? Không biết sao. Anh xuống với em kìa. Nói chung là tại vì mấy ngày mình cũng bị mấy cô chú mấy bạn nói mình hay mình rồi cái gì kêu dở luôn chứ đâu có ý muốn mạo phạm gì đâu. Mà cái tượng này có cái gì đó linh thiêng nè, nên ở đây bà con người ta hay ở chùa vì người ta để một cái bức hương để mà thờ phượng á. Cái này dạng gì nó quay hướng đó anh Kỳ. Đúng rồi, đó có một cái người á, mặt người á, thấy không? Nè, như có chừng thôi mày ơi. Nè, chân không kệ, chân hổng luôn nha. Chân hổng luôn hả? Ừ, qua đây nè, qua đây, qua đây. Nè. Ừ, sao rồi? Cái này tượng này em quay rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Đúng không? Nhìn cái góc bên kia là ra cái tượng nha, còn phía đây là ra mình nhìn là cái lưng. Mình biết ổ mói á. Bên kia là có hình một cái khuôn mặt luôn á. Đây mà này tự nhiên. Bây giờ anh vô anh dở thôi đi. Con có xương đó không? Thôi, nghe bà Ngân nói về quá mà. Ôi trời, cái đục xương gì hay cái gì thôi. Ê mình vô đại luôn. Bước vô đại. Thôi, vô đại anh, vô xem có gì đâu. Gì đi. Thôi, vô em vô đại luôn đi đâu. Đi anh. Giá cái đi anh. Không mà không đi đâu, anh đi đâu. Không vô đâu. Mình nghe bạn nghe bạn. Ê, cục đá ơi. Ê, nhìn vô đây có cái gì kìa mấy bạn ơi. Cái mặt người đúng không? Đây nè. Cái mặt người hai mắt phải không? Đúng rồi. Ở sao nhìn ra vậy? Đây nè, bên đây cái gì nè. Cái gì lại cũng nhìn thấy à. Hai mắt cái này phải không? Đúng rồi. Mấy cái mặt tròn quay. Có khuôn mặt luôn. Ê, hai khuôn mặt luôn rồi. Mấy hình luôn nè. Ai trong video này, cô chú anh chị xem video có thấy được thì giúp mình bình luận nha. Thấy được cái gì đó. Tại vì mình anh em mình nói thí thí đại đại thôi. Không biết đúng hay không, đừng chửi anh em mình nha. Đây nè, miếng này đựng cốt nè. Mình cứ tưởng là đựng bông hoa. Ôi giờ này sắp chiều rồi đó, chắc chạy luôn á, mới nãy là nghe bà Ngang nói gì ghê quá à. Ghê quá. Em đi về đi. Rồi. Thì hôm qua mấy anh em không biết thì có lỡ dở những cái hũ mà đựng hài cốt lên đó cả nha. Thì hôm nay, tại vì tối hôm qua nó cũng trễ rồi, nên mấy anh em hẹn nhau hôm nay quay trở lại để mà cũng để xin lỗi cái công linh ở đây. Vì mấy anh em thực sự là không có biết cái trong đó là có hài cốt đó, mà có thì mấy anh em cũng không có mở lên. Nên mấy anh em giờ mấy anh em quay trở lại đây để mà cúng những công linh mà vô tình mấy anh em mạo phạm, để mong được những sự tha thứ của những công linh đó cả nhà. Hôm qua cái này qua đậy lại mà chưa đậy ngay kìa. Lát mình sửa ngay luôn cho nhanh. Qua anh đầy lần. Ừ. Thấy rồi. Ừ. Không biết thắp nhang đâu ta. Thắp đỉnh đó, ghét đó. Cho nên không? Đâu anh, có cái kìa mình dựng kia anh đi. Anh thấy không, cái độ chỗ cắm nhang nó bị đổ xuống á. Không, cái này là cái độ chế. Thì đó mình dùng. Ừ. Thì mình dựng lên mình cắm. Giờ cái kia mình sửa này trước kia. Ừ, sửa lại cái kia đi. Sửa thôi chứ đừng giỡn nữa. Sửa, sửa. Sửa lại, mình đẩy cho người ta ngay ngắn này. Đẩy kia chứ thì sao. Rồi nhanh thấp sau cũng được, đẩy cái. Hai người làm hai kéo ở rồi. Cho ngay ngắn này xem. Rồi. Tức kia. Quẹt tao mới hết. Sao lúc này lúc, lúc còn 5 cây. Kệ đi, mình cứ tập trung vào chuyên môn, mình cứ tập trung vào chuyên môn của mình đừng có để ý mà xung quanh. Tại vì cái này mình đang cúng nữa, mình xin lỗi. Thực sự là qua mấy anh em không có biết, không biết bên trong có cái gì, nên nếu mấy anh em biết thì mấy anh em cũng không có dám mở đâu cả nhà. Mà hôm qua mình cũng có hỏi sư cả là sư cả không sao, không biết không có tội. Đúng rồi.
sư cả cũng có nói là không biết thì không có tội cả nhà. Nhưng mà kiểu như là cái trong tâm mấy nên mình thì lỡ vụ gì mình cũng đã lỡ làm như vậy rồi, nên đâm ra là không phải ít nhất cũng phải trách nhiệm phải tính cho người ta. Mình thấy hương linh ai chắc tám giờ xuống chỗ đó quay cho mày ghê vậy sư. Còn 8 giờ khúc dưới làm sao hả sư? Hả sư, có gì dưới đó ta? Bữa sư kia quay cho sư coi kìa, sư kia sư kia tu trước sư á, sư kia lớn hơn sư. Dạ ông soi nè, đêm soi bên soi đằng bên đấy. Dạ soi soi thấy trên cây. Trên cây? Nói gì gà. Trời. Cái ông quay lại luôn. Ông quay phim lại luôn nha. Quay dính luôn nha. Dính luôn hả sư? Dính mà hả sư? Quay dính luôn. Ông soi xong cái bắt đầu mới ông gọi xuống lại. Ông soi lần nữa mất tiêu. là mình thấy rõ không sư? Thấy rõ, chỉ thấy người ngồi đu giỏ đó. Trời. Gì ghê sư? Sư. Mà sư đã tu lâu rồi, sư không sợ mấy người ta ở lâu ấy. Dạ. Còn mình như sư mới vô thì còn sợ mà. Dạ. Thôi. Tất cả ông ở lâu thì ông đâu có sợ đâu. Không nghe một nỗi hết rốt cục luôn là lúc đó sư đó thấy là ở góc nào sư? Ông sư bên kia, bên chùa kia. Không là ý là thấy ở đâu sư? Cây nào ấy sư? Sư là ông thấy nè cái kiểu như cây như mấy cái cây như vậy nè. Dạ. Trời, cái cây này cao lắm luôn á. Mà ngồi như mưa tuốt trên gì đó, ngồi tuốt trên đó vậy. Ngồi chảnh luôn hả? Ông gọi đồng pin đi. Ông gọi đồng pin ông thấy. Dạ. Cái mấy ông nói là cái mấy gửi á, cái hồi ông đưa lên cho bà con biết á. Là nói, chính... nè, nói cái này là hiện thật. Bừng tăng không có nói dối, không có nói gì đâu đó. Đây là thật đó, sự này là sự thật, muốn đưa lên nhìn. Là có cái video để ghi lại cái trực tiếp cái câu chuyện cái đó luôn hả sư? Ghi lại bữa đó, quay khúc lại cho sư coi luôn mà sư quên lưu. Sư quên lưu hả? Trời quên lưu lại. Ôi ơi. Mà cái đó mà anh lấy cái khúc video đó mà anh ghép cái là nhìn hết sậy luôn. Trời ơi nhìn nó ghê. Là thấy nguyên cái mặt dằn dằn luôn hả sư? Không phải thấy mặt. Mình thấy người thực tế mình ngồi mình ở xa. Xa mình ngồi mặt nhìn mặt sao kỹ. Ôi. Giống như một cái bóng của con người ngồi trên cái cây đang đưa dò đúng không sư? Thấy như thấy con người luôn. Trời ơi. Nhưng thì ông sư ông vừa ông quay á, cái ông mới nhắc lại nè. Đã nói là cái này là thực tế, còn nếu mà con người mình á thì là nó có sẽ có cái bóng, còn ma nó sẽ không bao giờ nó có cái bóng được. Đó. Đơn giản thôi. Mấy cái cây này có cái đèn chiếu sáng nó cũng thấy cái bóng vậy. Nhưng mà này nó ngồi trên cây đó không có bóng không có gì, nó ngồi đưa giò xuống á. Ghê sự. Trời ơi. Nghe nó hết gà luôn á sư. Ở trong chùa mình luôn á sư, trong ở đây luôn á sư. Không. Chùa bản sư này quay cho sư coi hôm hôm mấy ngày trước nè. Chùa bản sư hả? Ừ. Còn chuyến gọi con nghe nói là sư với một người sư kia nữa là gặp ở đây đâu sư? Gặp đây nha. Gặp ở đây hả sư? Gặp ở đây luôn hả sư? Đây nè. Sư đang thông tin đây nè. Ủa. Là như bữa hôm cực kệ có cho chị nghe một lần hay phải không? Nè sư đang từng kinh đây nè, đi vào đi lại nè, sư đang ngồi trên đây nè. Ôi ôi trời ơi, sư đang ngồi đi, sư lúc đang từng kinh nè, đi vào đi lại đây cả 20 lần ơi. Cái bắt đầu sư vừa đi nè, vừa tụng cái sư vừa đi vậy thì nó đứng ở đây nè, sư nè chúng ở trên đây, sư này nhìn thấy thì sư lại cầm dép chạy đi xuống, rồi sư đi tới đây rồi thì mình không biết chuyện gì xảy ra nữa. Thì mình cũng
mình cũng nghĩ là mình cũng xác định, mình cũng biết rồi. Dạ. Nên nếu là thực tế mình ở hai người chạy thì chỉ có gặp ma thôi. Á, sư chạy tu trên chỗ kia, mà kêu nói kêu sư này chạy nhanh lên đi, nói em gặp ma, à, anh chạy nhanh lên đi, sư không biết nhìn hướng nào đó. Sư phải đi khúc này, đi tới khúc này sư chạy luôn. Sư ở đây khúc này chạy luôn nè. Trời ơi, gì ghê dữ vậy ta? Chết rồi. Không, mấy người chết là mình, khi nó chết là mình dắt đi đường nào là đi nữa. Dạ. Yeah. Ví dụ như người chết không? Thì ví dụ như cái xác mình đem từ nhà về chỗ điên này, thì ông buộc phải đi về đường này. Yeah. Nó điên này, điên khác nó dắt điên được, nó biết đường. Đó là vậy đó. Dạ. Yeah. Còn nhiều cái mấy người dữ quá thì mấy ông tà cha, ông mà hay tụng kinh đi với sư này nọ đó, mấy ông đó chặn đường lại, chặn đường ấy gạo ấy, chặn đường rồi lại không cho nó về á. Dạ. Nó về nó quậy nhà này nó. Dạ. Đây là mấy cái vong hồn là ở đây luôn đúng không sư? Bắt ở cùng dòng ở dưới này thôi. Trời ơi. Ở đây thấy gì tôi gan mình cũng sợ lắm này. Dạ. Không sao nè, cái nhà lòng vì ở đây là một cái hầm á. Thấy chùa mình vắng sư quá sư. Vắng. Chùa mình được coi như người sư vậy sư. Sáu, một sư đang học ở bên Campuchia học 15 năm rồi. Dạ. Sư đó học rồi. Tổng cộng mà chùa mình to nhưng mà có 6 vị sư hả sư? Đúng rồi, tùy theo không nè, năm sư. Tùy theo không? Dạ. Ủa bây giờ sư tụng mình gì sư sợ không sư? Thì đi giờ này á, sư đi một lần là con cho đi chung. Dạ. Điều sư đang tụng viên hồi cho mấy con lại ngồi chờ nào sư tụng xong rồi đi. À, giống như này á. Mà hôm đó mình kêu cho lại cho không có ba luôn, không có ba một con luôn, nó kỳ. Không giống ra một con luôn hả? Không có ra mà đây một con nào luôn. Mà kỳ lạ là từ khi cái sư đó gặp xong á, gặp ma xong á, rồi xuất chùa luôn, nghỉ tu luôn. Sư đó sợ ma quá hay sao sư? Còn khoan nghe ạ, sư đó sợ nhưng mà sư đó cũng một con sư không lo học mấy bên là mình ở gì? Mình ở chùa là mình không lo học á, không lo học kinh thì dễ gặp. Dạ. Có khi nào sư nói dốc để sư nghỉ không? Hả? Có khi nào sư nói dốc để sư dễ nghỉ không? Không. Không đâu hả? Đang hai người chạy muốn chết muốn sống sao mà tự nhiên ấy được. Từ đó kêu lại không dám lại luôn. Cái một tháng sau mới sư thức, chứ không phải là xong sức liền. Một tháng sau sư sức. Tháng sau là sức chùa luôn. Thường là mình tu bao nhiêu năm cũng được. Bao nhiêu năm cũng được. Dạ, tùy theo mình thôi. Mình muốn sức thì mình sức. Dạ. Lúc sư tính tu 6-7 tháng. Tu bảo hiếu cho ba xong sư nghỉ. Dạ. Nhưng mà chưa lên thì theo. Nói thôi để lên thì theo đi, bảo hiếu cho mẹ xong đi rồi sức luôn được. Yeah. Giờ lấy lên thì tính ở 2-3 năm nữa. Dạ. Yeah. Thôi. Thì lên giờ này mình sợ lắm. Mấy sư kia mệt sư kia làm biến lên. Tại vì thường ngày những vị sư thường lao động giống như những người vào trong chùa, giống như bà con phụ sư chùa. Sư lao động chút mệt lắm. Dạ. Yeah. Mà anh hỏi sao thì sư mình thấy ở trong chùa có ba cái hòm. Sao mà trong chùa có ba cái hòm này hả, là như vậy nè. Cái hòm này là khi ở trong làng mình á, nhà nào khó khăn á, người ta mất đi á, thì mình tặng cái này cho người ta tốn tiền mua mấy triệu bạc gì đó. Kiểu như mình làm người thiện cái hòm để cho người ta về cho sư. Em người ta khuya này nó khó kiếm, người ta khó khăn không có tiền bạc á. Dạ. Yeah. Thì sư cả mua 4-5 cái đó, mua giờ đưa người ta mấy cái rồi. Nhà nào mất thì đưa cho người ta. Mình là tưởng đâu là cái hòm đó có người rồi mà chưa có tới giờ để thiêu. Không ai mà để vậy được. Dạ. Tại vì sao được? Tại vì là không có sư nào dám lên đây luôn. Dạ. 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 Con thấy lò thiêu ở phía sau hình như là lâu lắm không có thiêu người hả sư? Mới thiêu hôm trước nè, mới thiêu ông kia được mấy cả tháng nay thôi. Yeah. Một phần nhiều người ta không muốn thiêu, người mắc người ta như bá sư nè, bá sư ngoài đây nè, bá sư đâu cho thiêu đó, bá sư là người kính. Dạ. Yeah.
Bà sư là người kinh. À, ông nói ông mắc đi theo ổng, ông sợ lửa. Dạ. Dạ. Vậy là đi lễ sư là người Lai. Người Lai. Dạ. Sao con thấy những ngôi mộ có nhiều cái nó cũng kỳ lạ, là ở phía trên mộ thì chữ Khmer, còn cái ngôi mộ thì giống mộ của người Hoa. Cái đó là người Lai hay sao sư? Không, cái này cái chữ Khmer để tên, ví dụ ghi những ngày này tên gì để cho biết, tại vì người Khmer thì phải để chữ Khmer rồi. Dạ. Còn dạ, cái người ta làm mộ kiểu này đó, một phần người ta trang trí kiểu cho nhìn cho đẹp, cho ấy thế thôi. Dạ. Nó vậy thôi. Vậy thôi cũng trễ rồi sư, để sư tranh thủ sư cúng rồi sư. Dạ. Dạ. Con cảm ơn sư nha sư. Cảm ơn sư. Dạ. Đi bay ngoài kia. Dạ. Dạ.